Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Thưa quý khán giả, Ai Cập hiện đang là hồ sơ nóng bỏng trên thế giới và những diễn biến tại thủ đô Cairo của Ai Cập đang là đề tài khiến cho lãnh đạo các quốc gia Tây phương và đặc biệt là Hoa Kỳ hết sức là quan tâm. Đó là chưa kể sự chú ý của các quốc gia trong khu vực Trung Đông và Do Thái. Vào lúc 12 giờ 47 phút trưa ngày hôm nay giờ California, tức là vào lúc gần 11 giờ đêm tính theo giờ tại Ai Cập, khác với tất cả mọi sự tiên đoán của mọi người và kể cả của giám đốc tình báo Hoa Kỳ đó là Benetta, thì Tổng thống Hosni Mubarak đã lên đài truyền hình quốc gia tại Ai Cập tuyên bố rằng ông vẫn tại chức và sẽ lưu giữ cho tới cuộc bầu cử tháng 9 này, và ông khẳng định rằng sự hiện diện của ông tại Ai Cập để nhằm mục đích bảo đảm là hiến pháp được tôn trọng cũng như là mọi diễn biến chuyển quyền sẽ diễn ra một cách êm thấm. 17 ngày qua trên Nhật báo Người Việt, nhà báo Hà Tường Cát đã có những bài viết liên quan đến lịch sử, hồ sơ cũng như tình hình tại Ai Cập. Hôm nay thì Người Việt Online hân hạnh được giới thiệu với quý vị, nhà báo Hà Tường Cát sẽ trình bày về một số những vấn đề quan trọng liên quan đến cục diện tại đất nước này. Xin chào ông Hà Tường Cát. Kính chào quý vị khán giả. Chào anh Thái. Thưa ông, một cách vắn tắt thì những ghi nhận của ông cho biết là nguyên nhân nào dẫn tới cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập đòi Tổng thống Hosni Mubarak phải ra đi? Nếu mà nói về cái nguyên nhân mà xảy ra cuộc nổi loạn của dân chúng Ai Cập thì có nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, Tổng thống Hosni Mubarak đã cầm quyền tới 30 năm và ông cầm quyền với một cái thể chế độc tài, ngăn cấm tất cả mọi sinh hoạt tự do dân chủ. Và cái khát vọng về tự do dân chủ, phải nói rằng đó là điều đầu tiên để mà đưa đến cái cuộc nổi dậy tại Ai Cập. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Ai Cập trong vòng 20 năm gần đây thì đã phát triển theo đường lối kinh tế thị trường. Và nếu nói theo đúng cái biện chứng pháp của Karl Marx đó, thì chính Marx nói rằng khi mà một xã hội mà phát triển theo kinh tế thị trường thì sẽ sản sinh ra một giai cấp tư sản. Và có giai cấp tư sản thì chắc chắn cái hậu quả sẽ là phải là tự do dân chủ, chứ không thể là một chế độ độc tài, độc đảng được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó, phải nói đó là sự bất công ở trong xã hội Ai Cập. Ở trong đó thì người dân cái tiền kiếm hàng ngày vào khoảng độ 1 đô la trở xuống. Và trong khi đó thì các giới đặc quyền đặc lợi đó, được hưởng tất cả mọi cái quyền lợi về kinh tế, làm ăn liên lạc với chính quyền, tất cả mọi thứ đều dồn trong tay của một giới. Và cái sự bất công đó đến một mức rất trầm trọng. Đó là vào cái giai đoạn mà chúng ta phải nói rằng trực tiếp đó, cái nguyên nhân trực tiếp đó chính là cái giá lương thực, giá thực phẩm ở Ai Cập lên cao. Hiện tại thì trên toàn thế giới cái giá thực phẩm đã lên cao, nhưng mà Ai Cập là một nước nhập cảng, phải nhập cảng rất nhiều lương thực từ Hoa Kỳ và kể cả một đôi lần phải nhập cảng gạo từ Việt Nam. Và cái giá thực phẩm lên cao là cái yếu tố có thể nói là trực tiếp nó ảnh hưởng đến đời sống của dân chúng. Và do đó những người biểu tình chống đối đã kêu gọi được tất cả mọi giới, từ giới trẻ, giới có học cho đến những người dân bình thường cũng tham gia cuộc biểu tình chống Mubarak. Thưa ông, 17 ngày qua thì mọi giới của Ai Cập đều tập trung tại quảng trường Tahrir để mà thể hiện cái nguyện vọng của dân chúng là buộc Tổng thống Hosni Mubarak ra đi. Sáng ngày hôm nay, ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 2 năm 2011, thì thoạt tiên giới lãnh đạo của Ai Cập, các viên chức cao cấp cũng nói một cách khá thẳng thắn và rõ ràng rằng ông Hosni Mubarak sẽ rời khỏi chức vụ trong một thời gian rất ngắn, vài giờ sắp tới. Rồi về phía Hoa Kỳ thì giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, tức là Leon Benetta,
Còn nói một cách rõ hơn nữa là có lẽ là ông Hosni Mubarak sẽ rời khỏi chức vụ tổng thống chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, nhưng mà rất bất ngờ là ông đã ở lại. Thì 17 ngày biểu tình, có bạo loạn, có chết người, có thiệt hại mặt kinh tế, và bây giờ thì ông Hosni Mubarak nhất định ở lại cho tới tháng 9. Liệu có thể tiên đoán được tương lai của đất nước này ra sao? Vâng, thưa quý vị, tất cả mọi người và quan sát theo dõi cái tình hình Ai Cập đều có thể nói là đều rất là ngạc nhiên khi mà ông Mubarak lên truyền hình đêm ngày thứ năm đó, tức là vào cái lúc khoảng buổi trưa giờ California này, thì mọi người đều chờ đợi, có thể nói là 90% người ta tin rằng ông Mubarak sẽ tuyên bố là ông ta rút lui, ông ta từ chức và trao lại quyền có lẽ là cho phó tổng thống Omar Suleiman. Nhưng mà cuối cùng thì ông Mubarak lại nói rằng tôi vẫn nhất định ở lại cho tới tháng 9, tức là cho tới khi có cuộc bầu cử mới, và ông ta sẽ không tái tranh cử một lần nữa. Chúng ta nên nhớ là ông Mubarak năm nay 82 tuổi và ông ta đã ở cái vị trí tổng thống là 30 năm rồi. Cho nên nếu như không tái tranh cử thì cái điều đó cũng là điều hợp lý mà thôi. Và người ta còn sợ rằng ông ta sẽ nhường lại cho con. Nhưng mà trong một cái lần lên truyền hình trước, ông ta đã nói là ông ta sẽ không có ông ta và không có con của ông trong cái lần tranh cử đó. Nhưng mà chúng ta trở lại cái trường hợp Mubarak vừa tuyên bố đó, thì cái đó không những ngạc nhiên cho những người quan sát, cho mọi người trên thế giới, mà điều đầu tiên là một cái sự thất vọng của đám người biểu tình. Bởi vì những người biểu tình đã tin tưởng, gần như tin tưởng chắc chắn rằng Mubarak sẽ phải ra đi, bởi vì cái lực lượng mà quan trọng nhất ở tại Ai Cập có cái thế lực và có cái hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho chế độ là quân đội. Thì sáng hôm nay một tướng trong quân đội đã tuyên bố ngay với dân chúng rằng sau cái cuộc họp của Hội đồng Quân sự tối cao đó, thì đồng bào có thể yên tâm rằng mọi cái đòi hỏi của đồng bào sẽ được đáp ứng và mọi người tin tưởng là Mubarak sẽ từ chức. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp Mubarak vẫn tiếp tới tháng 9 thì thật sự mà nói người ta rất khó dự đoán là điều gì sẽ xảy ra tại Ai Cập. Có thể rằng chính quyền Mubarak và những người thân cận với ông ta đó, để ổn định tình thế lại sẽ phải sử dụng bạo lực. Nhưng mà điều đó không chắc chắn lắm, bởi vì nếu như quân đội không ủng hộ thì họ không làm được. Cái điều thứ hai đó là nếu biểu tình tiếp tục mãi lâu dài như vậy thì không thể nào tránh khỏi những cái đụng độ, như là Mubarak đã từng, ông ta đã từng huy động cái số người ủng hộ ông ta. Quý vị thấy cách đây 3-4 ngày, những người đó cưỡi ngựa, đi xe ngựa kéo hay là cưỡi lạc đà để mà xông vào cái đám biểu tình và hai bên hỗn chiến bằng gạch đá. Thế và cái sự kiện có thể xảy ra, một cái điều có thể xảy ra thứ ba đó là một vụ đảo chính quân đội. Nói tóm lại, chúng ta chưa thể dự đoán được điều gì, nhưng nếu như bình thường thì có lẽ một vụ đảo chính của quân đội là cái chuyện mà có thể dễ dàng xảy ra nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán mà thôi, và dự đoán về mặt chính trị nhiều khi không có chính xác. Ảnh hưởng của biến cố tại Ai Cập ra sao đối với các quốc gia khu vực Trung Đông và đặc biệt là đối với Do Thái, thưa ông? Nói chung đó, đối với Hoa Kỳ đấy, thì Ai Cập có một vị trí chiến lược rất là quan trọng để mà ổn định cái tình hình tại Trung Đông. Trước hết là trong cái mối quan hệ đối với Israel, và sau đó gần đây thì chúng ta thấy cuộc chiến tranh do khủng bố gây ra. Thì ở đây chúng ta không có thời giờ để mà nói tới dài, nhưng trong thời kỳ của Tổng thống Bush đó, thì chính quyền của Tổng thống Mubarak đó đã trợ giúp cho Hoa Kỳ rất nhiều, kể cả cái việc mà khi Hoa Kỳ chuyển một số những tù nhân
ở Guantanamo đưa ra hỏi cung ở tại ngoại quốc thì cũng đã đến Ai Cập. Nghe nói tóm lại, Ai Cập là một quốc gia mà có vai trò rất quan trọng đối với Hoa Kỳ trong cái vùng Trung Đông. Câu hỏi chót muốn nêu lên với nhà báo Hà Tường Cát là báo chí đã phản ánh một cái dư luận cho rằng Hoa Kỳ nhúng tay vào cái tình hình biến loạn trong 17 ngày vừa qua tại Ai Cập. Ông có ghi nhận được điều đó không? Thưa quý vị, báo chí đó thì không thể nào đưa ra những cái sự kiện chắc chắn, nhưng tuy nhiên những quan sát, những nhận xét xung quanh đó, thì có thể là giúp chúng ta thấy được cái tình hình. Và chắc quý vị cũng như chúng tôi ai cũng hiểu rằng Hoa Kỳ không thể nào không can thiệp vào Ai Cập, bởi vì trước hết Hoa Kỳ hiện tại vẫn còn mỗi một năm viện trợ cho Ai Cập khoảng 15 tỷ Mỹ Kim. Và Ai Cập thì sống bằng về phương diện quân sự cũng như kinh tế đó, thì nhờ cái viện trợ của Hoa Kỳ rất nhiều. Đến khi tình hình ở Ai Cập biến động, thì đầu tiên chúng ta thấy là Hoa Kỳ tỏ ra không muốn can thiệp, hay là nói cho đúng là muốn theo dõi, quan sát mà thôi. Và lúc đó, rất lâu, một tuần sau khi biểu tình ở Ai Cập rồi, lúc đó chúng ta mới thấy các giới chức Hoa Kỳ bắt đầu lên tiếng. Nhưng mà cái lên tiếng đây đó thì thuần túy là về mặt nguyên tắc mà thôi. Đầu tiên, bà Clinton thì nói rằng mà Ai Cập nên cải tổ, nên theo cái hướng ý muốn của dân chúng. Và đến sau đó thì đến Tổng thống Obama cũng nói rằng Ai Cập cần phải có cái sự chuyển quyền. Rồi sau đó ông nói rõ hơn là cần cái sự chuyển quyền đó cần phải làm ngay. Thì đại khái như vậy là tất cả những cái bề ngoài đấy thì chúng ta thấy có sự can thiệp. Nhưng mà ai cũng hiểu là bên trong thì Hoa Kỳ có những cái vận động rất nhiều. Thay mặt quý khán giả của Người Việt Online, cảm ơn nhà báo Hà Tường Cát. Kính chào quý vị. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.